Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cúc Phượng tiếp tục nổ súng, đội tuyển Việt Nam thắng dễ đàn em U22. Huấn luyện viên Park cười tươi như hoa. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng ở trận giao hữu mới đây của đội tuyển Việt Nam với U22 Việt Nam. Chiều ngày 22 tháng 9, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục tổ chức trận đấu giao hữu nội bộ giữa tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam nhằm đánh giá lực lượng, tạo môi trường cọ sát giữa các tuyển thủ. Đây cũng là cơ hội tốt để các cầu thủ được thể hiện mình nhằm ghi điểm với ông thầy người Hàn Quốc. Ở trận đấu tập này, tuyển Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi 2-0 trước các đàn em U22 nhờ các pha lập công của tiền đạo Công Phượng và tân binh Phạm Tuấn Hải. Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 3 của Công Phượng trong hai trận đấu tập liên tiếp kể từ khi trở lại hội quân tuyển quốc gia từ đầu tháng 9. Trước đó, tiền đạo sinh năm 1995 lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam vượt qua U22 với tỷ số 3-2 ở các trận giao hữu ngày 19 tháng 9. Công Phượng cho thấy sự hòa nhập nhanh với đồng đội ở tuyển quốc gia trước lo ngại về việc có gần 3 tháng không tập luyện thi đấu nên cần nhiều thời gian để lấy lại phong độ. Phong độ ghi bàn ấn tượng của chân sút xứ Nghệ mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công tuyển Việt Nam thời gian tới. Sự có mặt của ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là sự bổ sung quan trọng cho những chiến binh sao vàng ở những cuộc đọ sức sắp tới với Trung Quốc và Oman tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở trận đấu tập thứ 2 chiều 22 tháng 9, tiền đạo Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam thắng 1-0. Tuyển Việt Nam tiếp tục ra sân tập trung tại Trung tâm bóng đá trẻ VFF từ nay đến hết tháng 9, dự kiến có thêm một trận đấu tập với U22 Việt Nam vào ngày 26 tháng 9. Ngày 1 tháng 10, đội dự kiến bay sang UAE, chuẩn bị trận gặp Trung Quốc trên sân trung lập. Tin tiếp theo, AFC bất ngờ ra tối hậu thư cho Việt Nam, tước lợi thế lớn tại vòng loại World Cup 2022. Thưa quý vị, VFF cũng đã báo cáo về tối hậu thư mà AFC đưa ra lên các cơ quan cao hơn. Theo đó, rất có thể trong thời gian tới, sân Mỹ Đình sẽ được nâng cấp sửa chữa. Theo thông tin chúng tôi nhận được, mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có văn bản gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam về công tác chuẩn bị các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Theo đó, AFC không đánh giá cao chất lượng tổ chức trận đấu giữa Việt Nam và Australia vừa qua khi nhìn vào các mặt như mặt sân, các phòng chức năng, hệ thống âm thanh ánh sáng. Cụ thể, AFC đánh giá mặt sân cỏ Mỹ Đình là không chất lượng và quá trình bảo dưỡng cũng chưa đảm bảo. Ngoài ra, hệ thống tường bao sân có nhiều rêu mốc và kẻ sân thực hiện bằng cách thủ công, đường viền quanh mặt sân màu xanh lam không phù hợp. Cần đổi màu giống mặt cỏ để phù hợp với các thiết bị của AFC hơn. Bên cạnh đó, các khu vực kỹ thuật, hệ thống đèn chiếu sáng, khán đài, các phòng chức năng cũng cần được sửa chữa, nâng cấp để đạt các yêu cầu. Theo Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh, AFC đưa ra thời hạn chót cho ban tổ chức báo cáo về việc nâng cấp chất lượng các hạng mục sân là 28 tháng 10 tới. Nếu không đáp ứng đủ yêu cầu AFC đưa ra, rất có thể phía Liên đoàn bóng đá châu Á yêu cầu tuyển Việt Nam phải đổi sân nhà. Mới đây nhất, VFF cũng báo cáo về tối hậu thư AFC đưa ra lên các cơ quan cao hơn. Theo đó, rất có thể trong thời gian tới, sân Mỹ Đình sẽ được nâng cấp sửa chữa. Thực trạng của sân Mỹ Đình nhiều lần được đặt ra, gần nhất ở trận Việt Nam-Australia tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau trận, huấn luyện viên đội khách Graham Arnold công khai chê mặt sân kém chất lượng, còn nhiều cổ động viên của họ gọi đây là bãi cỏ bò gặm dở và nghi ngờ chủ nhà cố tình làm vậy để phá lối chơi của Australia. Vì vậy, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Văn Trần Hoàn đã đề xuất lấy sân Lạch Tray thay sân Mỹ Đình tổ chức các trận đấu sắp tới của tuyển Việt Nam. Tin tiếp theo thưa quý vị, động thái đầu tiên của VFF khi bị AFC phê bình thẳng mặt ở vòng loại World Cup 2022. Nếu không đáp ứng đủ yêu cầu mà AFC đưa ra, rất có thể phía Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ yêu cầu tuyển Việt Nam phải đổi sân nhà tại vòng loại World Cup 2022. Như chúng tôi thông tin trước đó, mới đây Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã gửi thư đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam để phê bình về công tác tổ chức trận đấu giữa Việt Nam và Australia trên sân Mỹ Đình. Theo đó, AFC không đánh giá cao chất lượng tổ chức trận đấu giữa Việt Nam-Australia vừa qua khi nhìn vào các khía cạnh như mặt sân, các phòng chức năng, hệ thống âm thanh, ánh sáng. Cụ thể, AFC đánh giá mặt sân cỏ Mỹ Đình là không chất lượng và quá trình bảo dưỡng cũng chưa đảm bảo. Ngoài ra, hệ thống tường bao sân có nhiều rêu mốc và kẻ sân thực hiện bằng cách thủ công, đường viền quanh mặt sân màu xanh lam không phù hợp,
cần đổi màu giống mặt cỏ để phù hợp với các thiết bị của AFC hơn. Theo thông tin của chúng tôi, ngay khi nhận được phê bình từ AFC, thì phía VFF có cuộc trao đổi với lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình bày về vấn đề trên. Theo đó, phía lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã có những phản hồi đầu tiên. Tôi đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao theo dõi về chuyên môn và các công việc liên quan một cách bài bản, khoa học. Quá trình bảo dưỡng mặt sân, các bên phối hợp với VFF cùng nhau nỗ lực để có kết quả tốt. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ tại buổi làm việc với đại diện Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Được biết, trong thời gian sắp tới, sân Mỹ Đình tiến hành sửa chữa, trùng tu các phòng, gồm phòng trọng tài, phòng thay đồ mỗi đội, phòng VA, phòng giám sát của AFC và phòng họp báo. Theo Tổng thư ký VFF ông Lê Hoài Anh, AFC đưa ra thời hạn chót cho ban tổ chức báo cáo về việc nâng cấp chất lượng các hạng mục sân là 28 tháng 10 tới đây. Nếu không đáp ứng đủ yêu cầu AFC đưa ra, rất có thể phía Liên đoàn bóng đá châu Á yêu cầu tuyển Việt Nam phải đổi sân nhà. Tin tiếp theo, Công Phượng khi con tim đã vui trở lại. Thưa quý vị, Công Phượng nổi tiếng khá sớm và giờ vẫn được khán giả quan tâm một cách đặc biệt bởi anh là cầu thủ đặc biệt trong làng bóng đá Việt Nam. Dông bão. Công Phượng được gắn biệt danh Messi Việt Nam từ 2014 sau tình huống ghi bàn kinh điển vào lưới đội U19 Úc tại giải U19 Đông Nam Á mở rộng. Màn đồng diễn xuất sắc của Công Phượng đã khiến bốn bề khán giả sân Mỹ Đình nổ tung khi anh đánh bại một rừng cầu thủ cao to của đối phương, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thời điểm đó, đám trẻ nhà bầu Đức, trong đó có Công Phượng, đem đến cho bóng đá Việt Nam một luồng gió mới tinh khiết và trong trẻo. Nhưng ở khía cạnh nào đó, sự nổi tiếng đi kèm rắc rối, thậm chí là những thị phi ngoài ý muốn. Cuộc sống của Phượng không còn thầm lặng như trước. Cả trên sân cỏ lẫn đời tư, anh bị để ý nhiều hơn. Tần suất xuất hiện của Phượng trên báo chí có thể xem là nhiều nhất trong số những cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam. Phượng sống khép kín hơn, thu mình hơn, kín tiếng hơn giữa những cơn bão của cuộc đời. Một trong những cơn bão Phượng và Hoàng Anh Gia Lai đã đi qua đã đau đớn chịu đựng có lẽ là V-League 2015, mùa giải bầu Đức quyết định đôn đám trẻ của mình lên đá giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Phượng khi ấy thi đấu không tồi với anh ghi tới 6 bàn thắng, nhưng Hoàng Anh Gia Lai không thể thăng hoa như kỳ vọng của chính bầu Đức và những ai yêu mến đội bóng phố núi. Hoàng Anh Gia Lai luôn ở trạng thái sát bờ vực với nguy cơ rớt hạng. May mắn, Công Phượng và lứa đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal James vẫn vượt qua được nguy nan. Nhưng sóng gió không ngừng bám đuổi, Phượng với chấn thương khá nặng sau vòng chung kết không thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2016 ở Qatar. Sân chơi SEA Games cũng không dành cho Phượng với hai kỳ thất bại đau đớn của U23 Việt Nam năm 2015 và 2017. Ra biển lớn nhưng chưa bơi giỏi. Bầu Đức từng đưa Phượng sang câu lạc bộ Mito Holyoke nhưng cũng chỉ được đá ít trận tại Nhật Bản. Sau đó anh từng được sang câu lạc bộ Sinchiden của Bỉ hay Incheon United của Hàn Quốc, nhưng không thể gọi là thành công khi bơi ra biển lớn. Phượng chia sẻ rất thật lòng sau những chuyến xuất ngoại bất thành của mình. Khi còn nhỏ, tôi từng mơ ước được thi đấu tại châu Á, có thể sang Nhật Bản hay Hàn Quốc chẳng hạn. Khi lớn lên một chút, tôi muốn sang châu Âu. Hoàng Anh Gia Lai đã cho tôi thực hiện cả hai ước mơ. Nhưng đúng là chặng đường tôi đi không trải toàn hoa hồng. Tôi đương đầu với rất nhiều thử thách, việc tập luyện đôi khi không thuận lợi. Thỉnh thoảng thấy mệt mỏi, nhớ nhà hay gặp vấn đề ngoại cảnh nào đó. Huấn luyện viên Chung Hae-seong từng nhận xét về Phượng. Cậu ấy là một người có bản sắc riêng, ý thức chuyên nghiệp có, chuyên môn có, thông minh có, không thiếu cái gì cả. Sống với Phượng thấy cậu ấy hiền quá. Phượng ở ngoài là ngôi sao, nhưng trên sân cỏ Phượng chỉ bình thường như các cầu thủ khác thôi. Dù là cầu thủ quá nổi tiếng nhưng không có biểu hiện xấu. Tôi nghĩ với Phượng thì đừng nên dù gấp quá, gấp có thể gây áp lực khiến cậu ấy khó thi đấu tốt. Sau cơn mưa trời lại sáng. Một cô gái xinh đẹp đi ngang cuộc đời Phượng và chọn cách dừng lại ở bên anh hạnh phúc. Năm 2018, Phượng và Viên Minh quen nhau để rồi trở thành một nửa của nhau. Xuất thân là tiểu thư của gia đình quyền quý, Viên Minh biết cách ứng xử để thực sự trở thành hậu phương vững chắc cho người yêu và sau này là chồng mình. Ngay khi biết nhau, tìm hiểu nhau, yêu nhau và lấy nhau, cô vẫn luôn giúp Phượng cân bằng cuộc sống và giảm tải áp lực. Khi con tim vui trở lại, dường như sự nghiệp của Phượng bất trắc trở. Năm 2018 đã chứng kiến Phượng thăng hoa cùng đồng đội trên phương diện đội tuyển. Phượng ghi 2 bàn thắng trong 6 trận tại ASEAN, cúp Olympic Việt Nam, là vào top 4 châu Á. Tại AF Cup 2018, Phượng cùng tuyển Việt Nam bất bại suốt hành trình. Chàng trai sinh năm 1995 ghi 3 bàn thắng, lần đầu tiên được hưởng cảm giác ngọt ngào của nhà vô địch Đông Nam Á. Năm 2019, Phượng đã chơi một kỳ Asian Cup tuyệt vời với 2 bàn thắng vào lưới Iraq và Jordan. Năm 2020, Phượng và Viên Minh chính thức giã từ cuộc sống độc thân để về với nhau chung một mái nhà.
Từ ngày có gia đình, Phượng trưởng thành hơn, chững chạc hơn, thăng hoa hơn. Ở V-League 2021, Phượng thi đấu rất hay sau 12 vòng với 6 bàn thắng. Rất đáng tiếc cho Công Phượng và Hoàng Anh Gia Lai khi mùa giải bị hủy, vì nếu V-League không bị đứt gánh giữa đường vì Covid-19, biết đâu những chàng trai của Bầu Đức có thể chạm tay vào chức vô địch. Phượng xin không lên tuyển để chuẩn bị hai trận đầu tiên của vòng loại World Cup trong thời điểm Viên Minh sắp sinh con. Thầy Park tôn trọng quyết định của anh, bởi với ông, khi cầu thủ coi gia đình là số 1 thì không bao giờ đáng trách cả. Phượng đã trở lại và cách đây ít ngày vừa lập cú đúp với lưới U22 Việt Nam trong trận giao hữu nội bộ. Phượng được thầy Park trao niềm tin bởi hai trận sắp tới đây gặp Trung Quốc và Oman là cơ hội để Việt Nam giành được điểm số đầu tiên tại vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á. Phượng đã ghi bàn thắng quan trọng nhất đời mình là có cậu con trai đầu lòng. Còn khi anh bước ra sân cỏ, mọi người chờ đợi cầu thủ mang áo số 10 tiếp tục bùng nổ và thăng hoa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.